Thưa quý vị, chiều hôm nay, tại Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chi nhánh Cần Thơ và Vietjet Air thuộc tập đoàn Sovico đến trao bảng tượng trưng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng tặng 2 xe cứu thương, 5 máy thở cao cấp, 10.000 kit test xét nghiệm COVID-19 với tổng trị giá 7 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin với đại diện các đơn vị về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, cũng như việc triển khai các giải pháp phòng chống dập dịch, tạo vùng xanh cho thành phố. Đồng chí cảm ơn HDBank và Vietjet Air đã ủng hộ, đồng thời mong tiếp tục có sự hỗ trợ để sớm đẩy lùi đại dịch, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác để xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 được hơn 18 tỷ đồng tiền mặt và các trang thiết bị vật tư y tế trị giá khoảng 22 tỷ đồng.